Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn, và một ngày mới thì mình xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn một cái mẫu nhà mái Thái ở nông thôn với cái chiều rộng là 9m và chiều dài là 16m, và có cái sảnh trước và cái sảnh bên liên kết thành hình chữ N. Đây chính là một cái mẫu nhà rất là kinh điển và các bạn rất là thường hay gặp ở nông thôn. Về diện tích xây dựng, cái chiều rộng của ngôi nhà này là 9m các bạn, nó có một cái chiều rộng rất là lớn, chiều dài là 16m. Về cái kích thước nó rất đồng thanh đồng thủ các bạn, sẽ tạo nên một cái kiểu dáng cho cái ngôi nhà này, nó rất là vi mô, rất là hoành tráng các bạn. Mặc dù diện tích xây dựng của nó không có lớn lắm nhưng mà nó đồng thanh đồng thủ về cái chiều rộng và cái chiều dài các bạn. Dãy mái Thái này được thiết kế mặt tiền là hai cấp mái và bắc dần ở phía sau các bạn. Và đây chính là một cái mẫu nhà mái Thái, và theo cảm nhận của mình là mình cũng cảm thấy rất là thích và cũng rất là ưng ý về cái mẫu nhà mái Thái này. Cái mẫu nhà mái Thái này nó có cái hình học rất là dễ thương các bạn. Cái mặt tiền thì cái phần bên tay phải thì mặt lòi, mặt thục tới cái cửa chính bốn cánh, và tới cái cửa bên là hai cánh. Cột thì được thiết kế là cột tròn đế vuông nha các bạn. Còn cái phần sảnh trước thì đúc bê tông, nhưng mà cái sảnh ở phía bên tay trái thì giả xinô nha các bạn. Còn về trang trí thì các mặt tiền thì cũng rất là đơn giản các bạn, tạo những cái điểm nhấn và những cái vòng tròn, và cái phần kẻ chỉ tạo những cái cấp chỉ để phân cấp, tạo những cái màu sơn cho cái ngôi nhà này nó trở nên sinh động hơn các bạn. Dãy mái Thái này được thiết kế đầy đủ công năng các bạn. Công năng gồm có một phòng thờ, ba phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì được chia ra làm nhà cầu và nhà tắm riêng các bạn. Đối với nhà ở nông thôn thì tốt nhất là mình nên thiết kế có cái cửa hậu phía sau, vì cái phần đất ở phía sau mình còn trống các bạn. Nó có tác dụng là lưu thông gió và ánh sáng, và giúp là cái cửa thoát hiểm luôn cho ở phía sau nha các bạn. Mặt tiền thì được trang trí bởi cột tròn các bạn, cột tròn phi 25 và giả đá cẩm thạch các bạn. Và mình cũng chia sẻ thêm một phần là cái phần giả đá cẩm thạch cột tròn này, cái chi phí của nó là khoảng 1 triệu một cây nha các bạn. Còn về cái sảnh bên thì được thiết kế là lan can nha các bạn. Ở nhiều video trước thì mình cũng đã nói về cái phần cái lan can này rồi, là tốt nhất là mình nên thiết kế cái lan can nha các bạn. Và khi trong quá trình mình đi review rất là nhiều nhà thì bà con mình đó bỏ qua cái phần cái lan can này để tiết kiệm cái chi phí đó, nhưng mà tốt nhất là mình nên thiết kế cái lan can. Mình làm cái lan can này nó có cái tác dụng là để an toàn trong quá trình mình đi lại các bạn. Thứ nhì đó là làm một cái điểm tựa để mà mình ngồi mình thư giãn các bạn. Thứ ba nữa là giúp cho ngôi nhà mình đã trở nên cứng cáp hơn các bạn, nó đỡ trống trải hơn. Đó là một cái điểm nhấn cũng khá là đắt giá đó. Tốt nhất là mình đừng nên bỏ qua. Về cái nền của cái nhà này nó cũng khá cao các bạn, cao khoảng 5 bậc tầm cấp các bạn. Và theo như mình thiết kế cái nhà này là chiều cao nền là 65 các bạn. Về cái phần cái chân nền đó thì để cho ngôi nhà mình nó trở nên cứng cáp và cái chân nền nó trở nên mạnh hơn, nó đẹp hơn đó, thì mình nên ốp đá trẻ các bạn. Vì đá trẻ nó chi phí của nó rất là rẻ các bạn, và nó cũng dễ nhìn, và nó cũng không có tốn cái chi phí nhiều các bạn. Đối với cái mẫu nhà mái Thái mà bắt dần như thế này các bạn, để tạo nên cái sự cứng cáp cho ngôi nhà thì nếu như gia chủ có điều kiện thì mình lắp ngói là nó đẹp nhất nha các bạn. Nếu như để mình hạn chế cái chi phí thì hoặc là một cái điều kiện đầu tư của mình nó bị hạn hẹp thì mình lắp tôn, thì tôn giả ngói thì nó cũng rất là đẹp các bạn. Mình xin chia sẻ thêm một ý nữa về cái phần cái năm cái bậc tam cấp này, nếu mình có chi phí thì mình sẽ ốp đá hoa cương thì để giúp cho ngôi nhà mình trở nên cứng cáp và nó bền đẹp hơn. Còn chi phí mình hạn hẹp thì mình có thể ốp giả đá các bạn, ốp gạch giả đá. Thì cái mặt thì mình sẽ ốp cái màu tối, còn cái cổ thì mình sẽ ốp cái màu sáng, giúp cho nó trở nên nó sinh động và nó sáng cái ngôi nhà của mình hơn. Đây là mẫu nhà mà mình đã thiết kế cho anh Kiệt, gia chủ nhà này ở Chánh An, Tam Bình, Vĩnh Long các bạn.
Và thông qua video này mình cũng xin gửi lời cảm ơn anh rất là nhiều. Và trong quá trình làm việc về cái mẫu nhà với anh thì mình cũng cảm thấy rất là thích. Vì mình cũng nhận thấy được rằng là anh cũng rất có thành ý, cũng giống như là rất muốn tạo ra một cái bản vẽ hoàn chỉnh để trong quá trình xây dựng nó được thuận lợi hơn các bạn. Và thời gian qua thì mình cũng nhận rất là nhiều cái lời comment của bà con, mình hỏi là cái chiều rộng của cái sảnh là bao nhiêu là hợp lý. Thì cái chiều rộng của cái sảnh là nó dao động từ 2m, 2m rưỡi, 3m trở lại, nằm trong cái khoảng đó là nó hợp lý và nó là đẹp nhất, và cái phần khoảng không mà mình sử dụng đó là hợp lý nhất đó các bạn. Về cái sảnh mà nếu như mà mình làm nó nhỏ hơn 2m đó, thì mình sử dụng rất là khó khăn và làm cho cái ngôi nhà của mình nó không có được rộng rãi lắm nha các bạn. Còn về cái dè mái thái á, thì mình cũng có rất là nhiều cách để mình trang trí, như là mình đắp chỉ, đắp máng trải, hoặc là mình ốp gói ghìa. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì mình sẽ đắp cái máng trải để giúp cho che giấu các phần cái mái tôn, cũng giúp như là trang trí và giúp cho ngôi nhà mình nó trở nên nó cứng cáp hơn đó các bạn. Và sau đây mình cũng chia sẻ thêm một phần về cái giá nha. Cái giá của một cái mẫu nhà mái thái như thế này nó là bao nhiêu. Mình chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất là về nhân công thì nó dao động từ khoảng 1,2 triệu cho đến 1,4 triệu từ địa phương nha các bạn. Còn về cái phần cái giá mà hoàn thiện một cái nhà mái thái như thế này thì nó dao động từ 5,2 triệu trở lên một mét vuông nha các bạn. Thì mình sẽ dựa trên cái tổng diện tích mét vuông của mình là bao nhiêu thì rồi mình nhân lên cái số tiền để sẽ ra được tổng giá trị xây dựng của công trình nha các bạn. Đây là cái vách ngăn giữa cái khu vực bếp và cái phòng sinh hoạt chung. Vách ngăn này được thực hiện là những cái lạp đứng và ốp gỗ. Ở nông thôn mà mình xây dựng được một ngôi nhà như thế này đó chính là điều rất đáng mơ ước, phải không các bạn? Và đó cũng chính là cái mơ ước của rất là nhiều người. Đây là một cái mẫu nhà mái thái mà mình cảm thấy rất là thích, nó rất là dễ thương, đồng thanh đồng thổ về mặt diện tích, về mặt trang trí cũng rất là đơn giản, không quá cầu kỳ, và hứa hẹn rằng đây sẽ là một cái mẫu nhà mái thái được rất là nhiều người yêu thích. Khi xây dựng xong cái mẫu nhà mái thái này thì mình sẽ tiến hành review thực tế cái mẫu nhà mái thái để gửi đến cho các bạn xem và tham khảo. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ nhà mái thái ở nông thôn với chiều rộng là 9m, chiều dài là 16m gửi đến bà con cô chú bác và anh chị có thêm sự lựa chọn và sự tham khảo trước khi xây dựng cho mình một căn nhà riêng mơ ước. Và video của mình đến đây là xin kết thúc, và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.